Nghe Lý trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2004, thấm thoát mà đã gần nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4 75, khi mà người Việt đã phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận thế giới cộng sản. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào không nghĩ đến cái thời điểm mà 20 năm miền Nam đã cố gắng ngăn chặn cái làn sóng đỏ, và cái người tổng thống cuối cùng là cố tổng thống Văn Thiệu đã phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió. Thì thưa quý vị, tại thành phố San Jose chúng tôi có một cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, là những người đồng hương với cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đó là Hội Đồng Hương Ninh Thuận A Phan Rang. Và thưa quý vị, thì tại đây hôm nay có một cái buổi gọi là picnic hè 2004 của Hội Ninh Thuận Phan Rang. Bên cạnh chúng tôi là chị Cúc, chị là hội trưởng. Thưa chị có thể cho biết cái mục đích, ý nghĩa và ngày hôm nay sau gần nửa thế kỷ mà chúng ta đã phải bỏ nước ra đi, thì người Phan Rang nghĩ gì và tại sao nó có những cái buổi họp mặt như thế này, thưa chị? Dạ, kính thưa anh Nghe Lược, cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi lên nói cái tâm tư nguyện vọng của chúng tôi. Dạ thưa, tôi là hội trưởng của Hội Đồng Hương Phan Rang Ninh Thuận, là quê của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chúng tôi bỏ nước ra đi đến xứ sở này thì mỗi năm chúng tôi đều tập hợp lại để mà nhớ về quê hương mình, thăm hỏi nhau, quấn quýt với nhau. Vì bây giờ ai cũng lớn tuổi hết rồi, tụi tôi là cũng thuộc loại già rồi đó, cho nên chúng tôi mỗi năm mấy hôm thì có ở trong restaurant. Bây giờ mấy người mà lớn tuổi già nó ở ngoài bạc cho nó rộng rãi và đi qua đi lại nó dễ dàng hơn. Ở xa người ta về mà được anh Hồng giám đốc, anh Hồng Cao giám đốc của Việt Museum này cho chúng tôi được cái không gian này để chúng tôi tổ chức bà con họp lại với nhau để nhìn thấy nhau và để các nơi ai có rảnh về để cùng thăm hỏi nhau. Dạ thưa như vậy ạ. Yeah. Dạ vâng, thưa chị, nhân cái dịp mà có cơ hội picnic này, và như chị nói đó là tất cả chúng ta đã lớn tuổi rồi, thì với cái tư cách là hội trưởng, chị có nghĩ đến lập cái đội hậu duệ Ninh Thuận Phan Rang để mà các cháu đó nó lại gắn bó và nó nghĩ về một quê hương mà tụi nó làm được điều gì đó cho quê hương Việt Nam đó, nó có được cái dân chủ dân quyền không, thưa chị? Dạ, xin thưa, chúng tôi thì cũng có ý hướng đó. Ngày xưa mới bắt đầu thành lập là anh Hoàng Đức Châu, anh của Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã giữ cái hội này suốt 20 năm. Sau anh bệnh mất rồi chúng tôi kế thừa, thì chúng tôi muốn có, thì có ông Hồ Quyển Nhật là cố vấn của hội, thì ông muốn là mình phải build những cái lớp trẻ lên. Bây giờ mình già rồi thì tôi cũng muốn hội Phan Rang có trong một dòng chính của tiểu bang Cali, mới nhờ luật sư Nguyễn Quốc Lân, cũng là con dân của Ninh Thuận, con của thầy Nguyễn Thúc Hội hồi xưa dạy ở trường Trung học Duy Tân Ninh Thuận, giúp giùm làm non profit và để tên Hội Ninh Thuận Bắc Cali ở trong dòng chính của tiểu bang. Như vậy là chúng tôi rất là an tâm và rất là có cái hậu duệ để mà kế thừa. Chúng tôi lớn rồi đi thì có hậu duệ tiếp lên. Yeah. Nó gợi cho chúng ta một hình ảnh vô cùng tuyệt vời, bởi vì nơi đó trời nắng ấm tạo nên những trái nho ngon ngọt, và hồi xưa quê hương của chúng ta còn ở lại đó. Khi mà được ăn những trái nho đó thì quả thật là tuyệt vời. Dù bây giờ chúng ta có nhiều những trái cây ngon ngọt, nhưng tất cả những hình ảnh đó đều mang trong tâm khảm của chúng ta. Do vì vậy mà trong giờ phút này chúng ta có mặt để cùng chào mừng, nhắc lại, ôn lại những kỷ niệm quê hương của chúng ta, thì đây là một giây phút vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy vui lòng bước vào phía trong để chúng ta thực hiện nghi thức chào kính quốc kỳ, và sau đó thì chúng ta sẽ có một buổi tiệc của ngày hôm nay.
Dạ, xin mời quý vị còn ông ạ, chúng ta bước vào phía trong để cho có một cái hình ảnh cho nó đẹp. Thưa tất cả quý vị đồng hương và thân hữu Phan Rang Ninh Thuận, thưa tất cả quý đồng hương của miền Bắc California, kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2024, như chúng tôi thưa với quý vị, ngày này đất nước Việt Nam của chúng ta cũng đã có một dấu mốc của lịch sử, đó là ngày chia đôi đất nước khi Hiệp định Geneva được ký. Tuy nhiên, chúng ta ngày hôm nay lại là một biểu tượng của ngày 20 tháng 7 năm 2024. Chúng ta lại unite với nhau, chúng ta là ngồi với nhau, chúng ta cùng thân tình với nhau để thứ nhất là chúng ta thăm hỏi qua một năm quý vị có còn sức khỏe hay không. Thực tế mà nói đó, mỗi năm khi chúng ta gặp lại những người thân thương thì rất là mừng, bởi vì thời gian vô thường, chúng ta không biết được thế nào là những ngày của sắp tới. Do đó sự hiện diện của tất cả mọi người ở nơi đây, từng người ngồi ở đây là những khuôn mặt vô cùng thân thương mà chúng ta một thời dù biết hay không biết cũng đã chôn nhau cắt rốn ở mảnh đất miền Trung thân yêu. Mà nơi đó thực sự mà nói, Phan Rang, Ninh Thuận, nơi đó là địa linh nhân kiệt. Chúng ta may mắn vô cùng, dù chúng ta có bị đài ải, dù chúng ta có bị biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng cho đến giờ phút này quý vị đã có mặt ở tại nơi đây là một điều phước duyên không thể nào diễn tả được. Đó là cái điều rất là mừng khi mà tất cả mọi người chúng ta còn có thể đến đây, còn có thể ngồi lại, còn có thể bắt tay, còn có thể chào mừng với nhau, thì đó là một điều vô cùng hân hạnh. Trước khi đi vào buổi lễ ngày hôm nay, xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng tất cả quý vị có mặt của ngày hôm nay. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời trong buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt này. Kính thưa quý vị, mỗi năm Hội Phan Rang Ninh Thuận chúng ta đã chọn lựa một nơi đây như là một cái nơi để mà tụ tập với nhau. Và quả thật, trước khi bước vào ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn anh Cao Hồng, giám đốc Việt Museum, đã ưu ái cho Hội Ái Hữu Phan Rang Ninh Thuận được tổ chức ở đây lần thứ hai. Và chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ có nhiều lần tổ chức ở tại nơi đây, vừa đẹp, vừa hay, vừa trang nhã. Thành thử ra đây là một cái sự kiện vô cùng tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã nhìn thấy một người bạn của cộng đồng chúng ta mới vừa sắp đến, đó chính là Congressman Thuy, Mr. Sam Licato. Kính thưa quý vị, ông Sam Licato là cựu thị trưởng của thành phố San Jose, và ông là một người rất là thân tình với cộng đồng chúng ta, cho nên ông đến đây với tư cách là một người bạn để có thể thăm hỏi chúng ta, rất là tuyệt vời. Xin chào mừng ông Sam Licato. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu anh Trung Dương, cũng như là cô Yến, là một người bạn của chúng ta đến đây trong Hội Ái Hữu này. Xin chào mừng cô Yến có mặt ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả quý vị. Nếu mà chúng tôi biết cái tên, xin quý vị hoan hỷ. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta cũng phải thực hiện nghi thức chào kính quốc kỳ. Và trân trọng kính mời quý vị khởi thân đứng dậy hướng về hai lá đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ để chúng ta bắt đầu chào kính quốc kỳ. Tất cả chú ý nghe, lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ. Oh, can you see by the dawn's light what so proudly we held at the twilight lovely mean poor trace and bright star through the burial fire. Oh, the land of the free, oh, the home of the brave.
này là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Này con dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân son. Vì tương lai quốc dân cùng sống tha hóa Tây, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tiếp theo đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ về tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị hướng về đất nước của chúng ta, nơi hình ảnh của Phan Rang Ninh Thuận với biết bao nhiêu những anh hùng liệt sĩ đã bảo vệ đất nước và quê hương. Một phút mặc niệm để tưởng niệm đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin mời quý vị an toàn. Trân trọng kính mời cô Hội trưởng Tâm Nhân Nguyễn Thị Cúc. Dạ, kính thưa quý quân khách, kính thưa quý vị đồng hương đã có thời giờ có mặt đến ngày hội hè của Phan Rang Ninh Thuận. Thưa, hàng năm chúng tôi tổ chức một ngày để mà cùng quy tụ bà con đồng hương với nhau đến nơi này để mà gặp mặt nhau, vì nơi này là của anh Hồng Cao. Anh đã cho hội Ninh Thuận của chúng ta rất ưu ái những chỗ này để mà tổ chức cái hè dưới sự mà dưới sự của ông Phó Thế Hội Bên Nhật cũng nằm trong cái sinh tuần này. Dạ thưa, tôi đại diện cho hội Phan Rang Ninh Thuận cố gắng mời quý vị về đây để cùng chung vui, cố gắng mời để chúng ta đồng hương thấy mặt nhau sau một năm ai còn ai mất. Có những chị ở xa như anh chị Phan Hiệp, chị Lệ Hồng, chị Kim Hạnh ở Florida và những anh chị khác nữa đã về đây cùng chung vui với hội chúng ta. Quê chúng ta tuy nghèo, quê chúng ta tuy nhỏ, nhưng ý chí kiên cường rất mạnh. Và có vị tổng thống thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã xuất thân, và những tổng bộ trưởng ở tại Phan Rang cũng đã tô lồ cho cái đất nước Việt Nam mình. Dù cái chung quanh có những cái biến động mà thế giới đã set up, cho nên chúng tôi đại diện cho hội Ninh Thuận ở hải ngoại cúi đầu tâm niệm những vị anh hùng có công đối với đất nước Ninh Thuận được an lành, được sống nơi cõi vĩnh hằng. Dạ, xin thưa, từ cuối cùng chúng tôi rất cảm ơn quý thân hữu, quý bà con, quý vị đã đến đây để cùng chung vui với hội chúng tôi, vô cùng biết ơn, vô cùng ngưỡng mộ. Dạ, dạ, là xin thưa là rất là biết ơn bà con mình, hội Ninh Thuận mình tôi nghèo, tôi nhà nắng gió nhưng mà tấm lòng thương nhau lắm, hú phải là có mặt. Dạ, xin quý vị nhận nơi đây tấm lòng thành kính biết ơn của hội Phan Rang Ninh Thuận chúng tôi đối với các quan khách, các bạn bè thân hữu. Dạ, trân trọng biết ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn bà hội trưởng. Thật sự thì chúng ta biết rằng hội Phan Rang Ninh Thuận và từng người của xuất thân nơi đó không có nghèo. Thật sự cái nghèo chúng ta cũng không có thể định nghĩa như thế nào. Tuy nhiên chúng ta thấy cái tình cảm dạt dào như thế này thì biết rằng Ninh Thuận rất là giàu, có phải không quý vị? Thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày rằm tháng 6 của năm Giáp Thìn. Chúng ta đang sống ở một đất nước mà tâm linh của chúng ta vô cùng dịu vời.
Và điều này cho chúng ta thấy qua những cái ngày vừa qua, nếu không có ơn trên thì chắc chắn rằng ngày hôm nay chúng ta khó có thể ngồi ở đây. Do đó, vấn đề tâm linh là một phần của cuộc sống của chúng ta. Trước khi đi vào một buổi tiệc mừng của hội chúng ta trong ngày hè này, chúng con xin trân trọng kính mời Thầy Phó Tế Hồ Quang Nhật lên để cầu nguyện cho chúng ta được an lành trong cái buổi tiệc này. Trân trọng kính mời Thầy Phó Tế thực hiện. Xin cảm ơn Nguyễn Mục Vũ. Được quý vị, chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta đánh dấu 50 năm, 50 năm bỏ nước ra đi để tìm tự do, 50 năm miền Nam bị bức tử, 50 năm sống trên đất khách quê người, và 50 năm để nhớ mãi một Việt Nam, một Phan Rang đầy nắng cháy. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây trong không khí của tình thân hữu, chúng ta đã cảm nhận được điều gì? Chúng ta cảm nhận được tình yêu quê hương, chúng ta cảm nhận được tình thân hữu bạn bè với người đồng hương, và chúng ta cảm nhận được người công dân nước này trong những ngày tháng quan trọng. Thì năm nay là năm bầu cử tổng thống, một nhiệm kỳ rất là quan trọng để thay đổi đất nước. Và năm nay cũng là năm mà chúng ta có rất nhiều người bạn, trong đó ông Sam Ricardo cũng có mặt tại đây. Trước khi tôi mở lời cầu nguyện thì trong chút lát tôi sẽ giới thiệu Sam Ricardo, chắc sẽ có đôi lời cùng quý vị. Đầy trời cao đất cả, chúng con những người Việt Nam đang sống trên đất khách quê người ở một thành phố mang tên thành phố San Jose. Chúng con tụ họp tại đây để lưu giữ tình quê hương, để lưu giữ tình chiến hữu, để lưu giữ một Việt Nam ngàn đời yêu dấu. Chúng con xin trời cao gìn giữ mỗi một người chúng con, những người mang quê hương bên kia bờ Thái Bình Dương. Xin cho mỗi người chúng con được mạnh khỏe trong 365 ngày sắp tới. Và xin trời cao cũng ban cho quê hương mới này được những ngày tháng an bình, cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 này. Và xin tất cả mọi người chúng ta cùng hướng về quê hương, nơi đó có biết bao nhiêu người thân yêu của chúng ta đã ra đi, và có biết bao nhiêu người đã sống một đời sống khốn khổ không được như chúng ta ở đây. Tất cả chúng ta cúi đầu nguyện xin. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Mr. Sam Ricardo, he will be congressman of the California to be. Thank you for your coming and he will say something. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu với quý vị ông Sam Ricardo. Cảm ơn. Thank you, Pastor Nguyen. Kính chào quý vị. Tôi là Sam Ricardo. Mr. Ho, cảm ơn. And thank you for your son's great leadership as a district attorney. He's doing an extraordinary job. I'm very grateful for your support. Thank you all for allowing me a few minutes to speak. It's really wonderful to see members of our community coming together, particularly in a time like this. We know we have too much division in our country, and what you are providing is an example to all of us about how we can come together in difficult times. I have never actually been to the Ninh Thuận province. I know I've heard much about it. Obviously, I know President Thieu was there and was from that province, of course. I know it's a very beautiful province along the ocean, and I hope one day to return when we have a free Vietnam, when we have democracy in Vietnam. And I know many of you would also like to be able to go back and visit when we have a free and democratic Vietnam. I'm running for Congress in part because I believe we need to support freedom and democracy throughout the world. And sometimes we've not always done a good job of that in the United States. We can do better. And particularly in Vietnam, where we know so many continue to struggle to have their voices heard, to have a democratic process once again, wonderful and viable. So I want to thank Seeds Organization and everybody else who came together
Thank you all for having me. Cảm ơn. Please have a blessed day. Tôi là ông Cao, thì đây là cái năm thứ nhì tôi tổ chức ở đây cho hội Phan Rang, rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị trở lại đây. Thì ngày hôm nay đặc biệt là có một cái event ở trong đây nữa là của các em sinh viên học sinh. Chúng tôi thường tổ chức các em ở đây học tập để học về cái lịch sử Việt Nam, học về những cái người tị nạn. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất hạnh diện, cũng như chúng tôi cũng tổ chức những cái lễ hội của cộng đồng tại nơi đây. Chúng tôi rất hân hoan được đón tiếp và hôm nay rất là cảm ơn ông thị trưởng Sam Lico. Thank you very much for coming today to join with us tonight today. Cảm ơn anh Cao Hồng. Simplecodo thì sẽ có một cái buổi nói chuyện phía trong kia. Tuy nhiên ông cũng đã cảm ơn tất cả quý vị, và đặc biệt là ông sẽ nhìn đến một cái sự đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước nữa. Và ông hy vọng là cái giới trẻ của chúng ta, những người mà ông hy vọng sẽ tiếp tục những cái sự nghiệp mà chúng ta đã hoài mong. Và kính thưa quý vị, bà Hội trưởng chỉ muốn nói rằng xin được cảm ơn đến ông Cao Hồng, cảm ơn đến tất cả những quý vị mà đã hỗ trợ cũng như là cái thực phẩm và giúp đỡ cho cái buổi tiệc của ngày hôm nay được thành tựu. Và chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc trong giờ phút này, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái chương trình nhạc và tự động để chúng ta có được một cái buổi tiệc rất là vui. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu chào mừng tất cả mọi thức ăn để đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý vị.